Chúng ta bước vào một bài tập lưu thông khí huyết và giúp cho khí huyết lưu thông toàn thân từ đầu cổ, vai gáy cho đến thân trên, thân giữa và thân dưới. Từ đây mình đưa hai tay xuống mông, vén hai thịt ngồi sang hai bên và thả lỏng hai tay đặt lên gối. Thả mềm hai vai, hơi đẩy thân trên ra phía sau. Từ từ mềm hông, lưng và vai xuống. Nhẹ nhàng đưa ý thức về hơi thở. Đưa hơi thở về vùng cột sống. Hít vào thật sâu, vươn dài các đốt sống lưng lên. Mềm mại thở ra thật chậm, thả mềm các đốt sống, thả lỏng, thư giãn các cơ. Lần hai, hít thật sâu, quan sát khí và oxy tươi trải dài khắp các đốt sống. Từ từ thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Lần ba, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, nhả mềm các đốt sống, thư giãn, thả lỏng vùng hông. Một lần nữa, hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm. Tiếp tục đưa ý thức và hơi thở về vùng ngực, hơi ôm nhẹ bụng lại. Từ đây, hít thật sâu, quan sát khung sườn nở ra tứ phía. Từ từ thở ra thật chậm, đẩy hết cặn khí từ đáy phổi ra bên ngoài. Lần hai, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Lần ba, hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm. Một lần nữa, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Tiếp tục đưa ý thức và hơi thở về vùng chóp mũi. Quan sát hơi thở đang được vào, ra qua mũi. Cảm nhận mỗi nhịp hít vào, có một lượng khí tươi mát được đưa vào cơ thể. Và khi bạn thở ra, cảm nhận có một lượng khí nóng ấm được đẩy ra bên ngoài. Cứ như vậy, quan sát lượng khí và luồng khí được đưa vào, đưa ra. Cảm nhận sau mỗi nhịp thở, bạn thả lỏng nhiều hơn nữa. Từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây. Cảm nhận sự xuất hiện của bạn trong không gian này. Tập trung đưa ý thức vào buổi học. Để buổi học được sẵn sàng, mời bạn chắp tay trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên.
tác ý vào bàn tay, xoa thật nóng lên ạ. Nóng thêm chút nữa, thêm chút nữa. Hai tay áp vào vùng mắt, xoay nhẹ vùng mắt. Và xoay ngược lại. Từ từ khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, từ từ hạ xuống ngực, cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Thẳng lưng, hít thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể, đẩy ngực, nâng cằm. Thở ra khép cằm, chìm sâu vai, mềm gáy cổ, quan sát vùng gáy cổ được thư giãn. Lần hai, hít thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Một lần nữa, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thở hết ra. Bạn chống 10 đầu ngón tay xuống hai bên, thả lỏng lưng, vai, cổ, gáy. Hít thật sâu, lướt cánh tay phải nâng lên. Di chuyển 5 đầu ngón tay trái sang trái, mềm trỏ trái. Thở ra bạn vươn dài cánh tay phải, áp tay. Đẩy eo lườn phải sang phải, quan sát sự căng giãn từ eo lườn phải. Nâng ngực phải và trỏ phải lên, xoay cằm hướng vai phải, hít sâu. Thở ra xoay cằm hướng vai trái, tiếp tục đẩy vai ngực phải lên. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay vai phải, hít sâu, vươn hai tay, nâng lên. Thở ra, chống 10 đầu ngón tay xuống thảm, mềm vai. Hít thật sâu, lướt tay trái, nâng lên. Di chuyển 5 ngón tay phải sang phải. Thở ra, mềm trỏ phải, vươn dài cánh tay trái, áp tay. Đẩy hông và eo lườn trái sang trái. Hít thật sâu, đẩy vai ngược trái, nâng cằm lên nọng. Thở ra, xoay cằm hướng xuống trỏ phải. Tiếp tục đẩy vai ngực trái lên. Quan sát sự căng căng giãn giãn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay vai trái, hít sâu, vươn hai tay, nâng lên. Thở ra, chống 10 đầu ngón tay xuống thảm. Hít vào, lướt tay phải, nâng lên. Thở ra, di chuyển tay trái sang bên trái, mềm sâu trỏ trái, vươn dài cánh tay phải, áp tay. Nhấn mông đùi phải xuống thảm, cổ gáy, tay vai thả lỏng. Hít thật sâu, đưa khí về eo lườn phải, đánh hông sang phải. Thở ra, đưa tay phải ra phía sau đầu, khép trỏ phải hướng xuống thảm, khép cằm thu về cổ, quan sát gáy cổ, tay vai. Lưng giữa, lưng dưới đang được giãn. Hít thật sâu giữ nghiêng cằm và cổ, đẩy trỏ phải ra xa. Từ từ thở ra thật chậm, kéo sâu trỏ phải hướng về ngực, khép cằm lại, đẩy cong lưng. Quan sát khí được đẩy sâu vào vùng ngực. Lần hai, hít
thật sâu, đẩy trỏ ra xa nọng. Từ từ thở ra thật chậm, khép sâu trỏ phải hướng về ngực, khép cằm thu về cổ, đánh sâu lưng cong ra sau. Một lần nữa, hít sâu, đẩy trỏ. Từ từ thở ra thật chậm, khép trỏ hướng sâu về lồng ngực, khép cằm thu về, kéo đáy chậu lên. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào xoay cằm nâng trỏ phải vươn lên. Thở ra tách hai tay thả lỏng buông xuôi theo thân. Tiếp tục chống 10 đầu ngón tay thẳng lưng. Hít thật sâu vươn cánh tay cao qua đầu vươn dài cơ thể. Chống 5 đầu ngón tay phải xuống thảm, di chuyển sang phải, mềm sâu trỏ phải. Thở ra vươn dài cánh tay trái áp tay. Đẩy hông sang trái, đẩy căng vai ngực trái. Hít sâu đặt bàn tay trái phía sau đầu. Thở ra xoay úp trỏ trái hướng xuống thảm. Khép cằm thu về cổ. Quan sát gáy cổ, vai nách, lưng hông được kéo giãn. Đưa ý thức và hơi thở về vùng trỏ trái. Giữ nguyên cằm cổ. Hít sâu đẩy trỏ trái vươn ra xa. Từ từ thở ra thật chậm. Khép trỏ trái hướng về ngực, đẩy cong lưng ra sau, đẩy hết cặn khí từ đáy phổi ra bên ngoài. Lần hai, hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Cong lưng, sút rốn. Lần ba, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Khép cằm cổ thu sâu trỏ trái hướng về ngực cong lưng. Kéo đáy chậu lên. Một lần nữa, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, khép sâu trỏ trái. Thu cằm về, đánh cong lưng sút rốn. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu nâng trỏ trái và thân người vươn hai tay nâng lên. Thở ra, hai tay thả lỏng buông xuôi theo thân. Hít thật sâu, đưa hai tay ra phía sau lưng, đan tay vào nhau. Uộn một vòng vai, thở ra đẩy thẳng cánh tay, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Thở hết ra khép cằm, giãn duỗi toàn bộ tay lưng vai hông. Thật chậm, hít vào đẩy hông duỗi ra phía sau, thở ra hạ mềm vùng ngực. Hít thở đều và quan sát độ căng căng giãn giãn, toàn bộ cột sống vùng lưng, vai hông. Thật chậm, chắc bàn tay, hít sâu duỗi ngực, từ từ nâng thân người trở lại. Thở ra tách hai tay, đặt lên đầu gối, xoay tròn hai vai, thư giãn và thả lỏng. 1, 2, 3, 4, 5. Và xoay ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1. Từ đây, hai tay nắm lấy gối, nhấc hai bàn chân. Chúng ta đổi chân. Tay đưa sang ngang, hít vào, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Chống 5 đầu ngón tay phải xuống thảm. Tay trái đặt qua mang tay phải, nghiêng sâu đầu sang trái, thở ra, thẳng lưng, mềm sâu đầu vai phải. Thật chậm, đưa ý thức và hơi thở về vùng chéo cổ phải. Hít sâu lướt cánh tay phải nâng lên, tạt tay về phía trước,
Từ từ thở ra, đánh tay ra phía sau, xoay bàn tay ra phía sau, chìm sâu đầu vai, mềm sâu cánh tay, quan sát xả khí từ vùng vai, giãn cơ từ vùng vai. Lần hai, hít thật sâu, ngửa bàn tay hướng đẩy về phía trước. Thở ra thật chậm, xoay úp bàn tay, đẩy ra phía sau, chìm sâu vai, mềm gáy cổ, thư giãn sâu. Lần ba, hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng vùng vai, cánh tay, bàn tay và toàn bộ khuôn mặt. Từ đây, hít vào bạn nâng đầu trở về thẳng, thở ra tách tay trái, hạ mềm xuống thảm. Bài tập vừa rồi giúp bạn có thể thông khí huyết toàn bộ vùng cổ gáy, và khi khí huyết được lưu thông từ vùng này sẽ giúp bạn có thể tăng thêm cái phần khí huyết đưa về vùng mặt và giúp mặt của bạn trở nên căng tràn, sinh khí. Tiếp tục, hít thật sâu, vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể, mềm vai. Thở ra hạ năm đầu ngón tay trái xuống thảm, tay phải đặt qua mang tay trái. Thở hết ra nghiêng sâu đầu sang bên phải, mềm sâu cánh tay trái xuống thẳng lưng. Đưa ý thức và hơi thở về chéo cổ trái. Hít thật sâu, lướt tay trái đẩy sâu về phía trước, mềm vai. Thở ra xoay bàn tay hướng đẩy lòng bàn tay ra sau, chìm sâu vai và cánh tay, thư giãn vùng chéo cổ trái. Lần hai, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, chìm sâu vai, mềm gáy cổ, thư giãn và thả lỏng. Hai lần nữa, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thư giãn và thả lỏng, xả khí sâu từ vùng vai. Tiếp tục, hít vào bạn nâng đầu trở về thẳng, thở ra thả lỏng hai tay chống 10 đầu ngón tay xuống thảm. Hít thật sâu, bạn xoay cằm sang bên trái. Thở ra đẩy đầu vai phải ra phía sau. Hít vào xoay cằm sang bên phải. Thở ra đẩy sâu đầu vai trái ra phía sau. Hít vào xoay cằm trở về giữa, hai vai trở về thẳng. Thở ra khép cằm thu về cổ, hai tay đặt lên phần cổ chân. Rồi từ từ khép cằm sâu, kéo rốn, mềm vai. Hít thở đều bạn giữ ở đây, lòng cánh tay, lòng vai từ từ 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu từ từ duỗi ngực, nâng thân người trở lại, tách hai tay, thở ra chúng ta đưa bàn chân áp sát. Chúng ta vừa xả khí phần thân trên rất là sâu, để chúng ta sẽ đưa vào phần thân giữa. Tay đan vào nhau, ôm lấy bàn chân, kéo hai gót chân về gần khớp háng. Hít thật sâu, bạn nâng hai gối, nâng đùi lên. Rồi thở ra đẩy lưng dưới, lưng giữa và lưng trên, vươn dài cột sống. Thở hết ra, bạn mềm sâu gối đùi, khép cằm, mềm vai cổ và gập thân người hướng xuống thảm, duỗi giãn toàn bộ vùng hông, lưng, vai. Có thể mềm sâu hai trỏ tay xuống. Ai tốt có thể hạ chám mũi xuống thảm. Quan sát toàn bộ vùng chậu và khớp háng đang được giãn. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3,
2, 1. Duỗi ngực, hít dâu, từ từ bạn nâng thân người trở lại. Giữ nguyên chân phải, thở ra đưa chân trái ra sau, bàn chân hình chữ Z. Hai tay đưa sang ngang, hít thật sâu, buông cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra, hạ tay phải xuống thảm, rồi di chuyển tay phải tiến về phía trước, nâng mông trái, hạ mềm trỏ phải xuống, mềm bàn chân trái, vươn dài cánh tay phải áp tay. Tiếp tục đẩy ý và khí về thân giữa, hít thật sâu, từ từ đẩy hông ra phía sau, hướng mông trái xuống thảm, thở ra đẩy ý về vai trái, kéo dài cánh tay trái sang bên phải. Hai lực đối nghịch nhau, quan sát toàn bộ vùng thân giữa đang được căng căng giãn giãn, thả mềm cánh tay và vai. Hít thở đều bạn nhả cơ, nhả khí tại đây. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay cánh tay trái, hít vào, nâng thân người, vươn hai tay, nâng lên. Tay trái nắm cổ chân trái, khép sâu trỏ trái về mạn sườn trái. Thở ra, vươn dài cánh tay phải, áp tay. Quan sát toàn bộ vùng chậu và háng hồng bên trái đang được giãn. Sâu hơn nữa lan vào đáy thắt lưng, lưng dưới. Quan sát sự căng căng giãn giãn, hít thở và nhà khí tại đây. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay cánh tay phải, hít thật sâu, bạn vươn hai tay, nâng lên. Hai tay thả lỏng, thở ra, bạn đặt hai tay lên gối. Rồi thở hết ra, xoay người sang bên phải. Tiếp tục nhấc nhẹ mông trái lên, đẩy thân người vươn dài sang phải, đẩy hông vươn dài, kéo rốn vào trong. Hít thật sâu, xoay người sang bên trái. Từ từ thở ra, đẩy hai tay, đặt lên gối, mềm vai và trỏ, gập thân người xuống bên trái. Quan sát phần thân giữa, hướng gần về phần thân dưới, đang có sự căng căng giãn giãn. Hít thở đều và xả khí tại đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, bạn nâng thân người trở lại. Thở ra, thu chân trái trở về phía trước, chân phải đưa ra phía sau, bàn chân hình chữ Z. Hai tay sang ngang, hít vào, bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể, mềm vai. Thở ra, hạ tay trái xuống ngang hông trái, di chuyển tiến tay về phía trước, sau đó vuông góc trỏ trái, hạ mềm trỏ trái xuống thảm, vươn dài cánh tay phải áp tay. Đưa ý thức và hơi thở về vùng hông, lưng và thân giữa, hít sâu đẩy hông ra sau, thở ra đưa ý về vai phải, vươn dài cánh tay phải, quan sát sự căng căng giãn giãn, nhả cơ mềm vai, hít thở đều lưu thông khí huyết tại đây. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay cánh tay phải, hít sâu, bạn vươn hai tay, nâng thân người vươn lên. Tay phải nắm cổ chân phải, thở ra khép trỏ phải, vươn dài cánh tay trái áp tay. Quan sát sự căng giãn sâu toàn bộ vuông thắt lưng phía sau, toàn bộ vùng chậu và háng bên phải. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay vai trái, hít vào, vươn hai tay, nâng thân người vươn lên. Hai tay thả lỏng đặt lên gối. Thở ra, bạn xoay người sang bên trái. Tiếp tục đẩy hông nhấc mông phải lên, vươn đổ người sang trái. Xoay cảm hướng vai trái. Hít thật sâu, xoay thân người trở lại, hạ hông xuống thảm. Thở ra, xoay người sang bên phải.
rồi mềm vai trỏ, gập thân người xuống bên phải, quan sát phần đùi giữa, phần chậu, phần háng phải được kéo giãn. Từ đây hít vào, bạn nâng thân người, tách hai tay vươn lên. Thở ra, xoay hai tay trở về thảm, hạ về thảm giữa. Sau đó nhấc cái chân lên về giữa thảm, về theo cái chiều dọc ấy. Rồi sau đó nhấc cái chân lên, trở về trong tư thế cái bàn. Hai tay mở rộng bằng vai, hai chân mở rộng bằng hông, duỗi mềm hai mũi chân ra. Từ đây đẩy lực từ bàn tay lên vai, từ lực ở vai đẩy xuống hông, duỗi dài các đốt sống, hít thật sâu, quặn xương cột lên, chũng thắt lưng, mềm vai duỗi ngực, ghì vai xa tay. Quan sát luồng khí đi về đáy thắt lưng xuống tận cùng cụt. Từ từ thở ra thật chậm, quận đỉnh mông xuống thảm, quận tròn các đốt sống, thả lỏng đỉnh đầu rút rốn vào sâu. Quan sát luồng khí được đẩy ra hết và đi trải dài khắp đốt sống. Lần hai, hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Quan sát luồng khí đi ra, đi vào cùng sự chuyển động của cơ thể. Lần ba, hít thật sâu. Cảm nhận luồng khí đi vào từng vị trí bạn mong muốn. Từ từ thở ra thật chậm, xả khí thư giãn và thả lỏng, nhả mềm cơ. Một lần nữa, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, nhả cơ thư giãn và thả lỏng, khép cằm lại. Từ đây, hít vào, bạn đưa lưng trở về thẳng trong thế trung lập, thở ra tiến hai gối ra phía sau khoảng một gối. Sau đó tiến hai tay về phía trước giữ nguyên hông, lưng. Rồi từ từ hạ vai, hạ trỏ tay. Hít thật sâu, đẩy hông ra sau. Thở ra hạ ngực, hạ trán mũi xuống thảm. Có thể tiến hai tay dài về phía trước trong tư thế chó con duỗi mình. Rồi từ đây hạ mềm vùng ngực, thả lỏng vùng vai. Hít vào một hơi thật sâu. Quan sát luồng khí đi từ thân trên xuống thân giữa. Từ từ thở ra thật chậm, nhả mềm tay vai, nhả lỏng lưng trên, lưng giữa và lưng dưới. Một hơi thở nữa, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, quan sát lồng ngực của bạn đang hướng gần về thảm. Từ đây, hít vào, bạn thu hai tay về gần, mang tay hạ trỏ xuống, thở ra nâng trán mũi lên, kéo mông về gót chân, duỗi dài cột sống, trở về trong tư thế em bé, nhả vai, nhả cánh tay. Từ từ đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống. Hít vào một hơi thật sâu, duỗi dài các đốt sống, quan sát luồng khí được trải dài và đều khắp các đốt sống. Từ từ thở ra thật chậm, nhả khí, nhả cơ, thư giãn và thả lỏng. Lần hai, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm.
thư giãn và thả lỏng hông, lưng, quan sát sự kết nối phần thân trên, thân giữa, khí được đẩy ra ngoài và cảm nhận mỗi lần khí được đẩy ra, bạn được thư giãn và thả lỏng hơn. Từ đây, hít thật sâu, bạn đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay, trở về trong tư thế cái bàn. Thở ra, nâng chân phải lên, duỗi gối chân phải, đạp càng gót chân phải, úp hông xuống thảm. Hít thật sâu, nâng cổ lên một tí vậy. Từ từ thở ra, bước chân phải qua bên trái, xoay cằm mắt nhìn gót chân phải, đạp căng gót chân phải ra phía sau. Hít vào, đẩy hông, vai ngực, nâng lên. Thở ra, tiếp tục xả khí, đạp căng gót chân phải ra phía sau. Hít hai, đẩy về phía trước. Và thở ra nào, đạp căng gót chân phải ra phía sau. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ đây hít vào, xoay cằm về giữa. Thở ra, bạn hạ trỏ phải xuống thảm. Rồi từ đây hít vào, tiến đắp đầu ngón tay trái về phía trước cho rằng. Duỗi cánh tay trái. Thở ra, tiếp tục duỗi hông đẩy ra sau. Hạ vai ngực, hướng xuống thảm. Quan sát nhả vai. Từ thân trên, thân giữa, thân dưới, nhà cánh tay, nhà vai, nhà lưng, nhà hông và chân. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng thân người trở về. Thu tay phải và tay trái trở về. Chống bàn tay lên. Thở ra, thu chân phải trở về. Tiếp tục. Chân trái hít sâu, duỗi dài gối, đạp căng gót chân, úp hông trái xuống. Thở ra thật chậm, bước chân trái qua bên phải, hạ gót chân, xoay cằm, mắt nhìn về gót chân trái. Hít thật sâu, đẩy thân người về phía trước. Thở ra thật chậm, đạp gót chân trái ra phía sau, quan sát sự căng căng giãn giãn này. Hít hai, đẩy thân về phía trước. Và thở ra, đạp căng gót trái ra phía sau. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. Quan sát thân trên, thân giữa và thân dưới có sự kết nối, lưu thông khí huyết. 5, 4, 3, 2, một. Từ đây hít vào, bạn đẩy thân người về phía trước, rồi thở ra, hạ tay trái xuống thảm, hạ trỏ tay trái xuống thảm, giữ nguyên chân phải và chân trái. Hít vào, di chuyển 5 ngón tay phải về phía trước, duỗi dài cánh tay, hạ mềm bàn tay xuống thảm. Thở ra, mềm vai, nhà ngực, hạ ngực hướng xuống thảm, quận bồng hướng lên bầu trời. Đạp căng gót chân trái, quan sát sự nối từ thân trên, thân giữa cho tới thân dưới, cảm nhận sự căng căng giãn giãn. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thu tay phải trở về, hít vào, nâng hai trỏ và thân người lên. Thở ra, thu chân trái trở về, chống hai ức bàn chân, nâng gối, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Hít thật sâu, kiễng gót chân lên. Thở ra, chung gối, đưa rốn về gần đùi. Chúng ta nhấp 10 nhịp nhả khí. Hít vào, đẩy vai ngực lên. Thở xả. Có thể hít mũi thở miệng. Hít hai, thở xả, siết họng lại, hít ba, và xả khí, hít bốn, và xả khí, quặn xương cụt lên, hít năm,
và xả khí. Tốt. Hít 6. Và xả khí. Nhả vai thêm nữa Vân. Đúng rồi. Hít 7. Và xả khí. Tốt. Hít 8. Và xả khí. Hít 9. Và xả nào. Hít 10. Và xả khí. Rồi từ đây, hít vào bạn hạ hai gối trở về thảm, thở ra đưa mông ngồi lên gót chân, rồi nâng thân người trở về thẳng trong tư thế ngồi kim cương. Hai tay đưa sang ngang, hít vào bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Xoay hai vai, thở ra đưa hai tay ra phía sau, ngửa bàn tay, duỗi thẳng cánh tay. Hít thật sâu, thẳng lưng. Thở ra đầy sâu, đầu vai ra phía sau, quận xương cột hướng về rốn. Thở hết ra, từ từ gập sâu thân người hướng xuống thảm, sao cho trán mũi và khuôn mặt song song với mặt thảm. Thả lỏng tay vai, hít vào duỗi hông, từ từ bạn nâng thân người, tách hai tay vươn lên. Thở ra thật chậm, đưa hai tay ra phía sau, ngửa bàn tay, mềm vai. Thở hết ra, gập sâu thân người hướng xuống thảm, duỗi dài hông lưng, quan sát sự thư giãn toàn bộ vùng hông. Thật chậm, hít sâu duỗi ngực, vươn hai tay nâng thân người trở lại. Thở ra hạ bàn tay trở về thảm. Thở hết ra bước chân phải về cạnh ngoài tay phải. Rồi nhấc gối trái duỗi dài ra sau, hạ mềm gối trái. Hít sâu từ từ vươn dài ngực và cằm cổ nâng lên. Quan sát toàn bộ thân trên, thân giữa và thân dưới kết nối khí. Quan sát đùi sau và đùi trong chân phải căng giãn. Thở ra thật chậm, xoay cằm hướng bên trái, mắt liếc nhìn gót chân trái. Từ đây, hít vào xoay cằm trở về thẳng. Thở ra hạ mềm hai trỏ tay xuống thảm. Rồi hai tay có thể đan vào nhau, mắt nhìn về hai cổ tay. Quan sát toàn bộ chậu và khớp háng căng duỗi. Hít thật sâu duỗi ngực, vươn cằm đầy về phía trước. Thở ra khép cằm về chính giữa. Từ đây xoay nhẹ cằm sang trái, sang phải. Thư giãn và thả lỏng vùng cổ. Quan sát toàn bộ chậu và háng bên phải giãn, nhả cơ, xả khí. Sau một vài lần, đưa cằm sang trái, sang phải. Từ đây chúng ta đưa cằm trở về giữa. Hít vào tách hai tay chống bàn tay, nâng thân người lên. Thở ra duỗi gối chân phải, đẩy hông nhấc bàn chân phải, cuộn xương cụt lên. Quan sát điểm nối giữa thân trên, thân giữa và thân dưới. Cảm nhận sự căng giãn sâu toàn bộ đùi sau và gân kheo cơ chân phải. Hít thở đều và giữ ở đây. 5 4 3, 2, 1. Hít sâu đẩy chân phải về phía trước, mềm sâu khớp háng trái, duỗi ngực, nâng cằm. Thở ra thật chậm, chống ức bàn chân trái, nâng gối trái, đạp căng gót chân trái. Hít vào lướt cánh tay phải, áp tay. Từ từ thở ra thật chậm, đưa tay phải sang bên phải, tạt ra phía sau, mở lồng ngực phải. Hít vào, lướt tay phải về phía trước song song với mặt thảm. Thở ra mở tay phải ra phía sau, dựng ngón cái lên nặng. Một lần nữa hít sâu, thu tay phải về phía trước song song, áp tay. Thở ra đẩy phải ra phía sau, mở căng lồng ngực phải, xả khí. Từ đây hít vào, lướt tay phải thu hạ về thảm. Thở ra duỗi gối chân phải, đẩy hông lên,
nhấc bàn chân phải, có thể chống 10 đầu ngón tay, đẩy vai, rồi gập sâu thân người xuống thảm. Quan sát sự căng căng giãn giãn, duỗi giãn khi cơ được thả lỏng và đảo chiều. Từ đây, hạ bàn tay xuống thảm, hít sâu lướt chân phải, nâng lên. Thở ra co gối phải về giữa hai bàn tay. Hạ chìm khớp háng trái, duỗi hồng, mềm mũi chân trái. Hít vào tiến 10 đầu ngón tay về phía trước. Thở ra gập sâu thân người hướng xuống thảm, hạ mềm trán mũi xuống thảm. Quan sát mông sâu bên phải, toàn bộ căng mặc đùi chân phải và toàn bộ hông, lưng được giãn. Tiếp tục đưa khí và ý về kết nối, lưu thông khí huyết, toàn bộ thân trên, thân giữa và thân dưới, đặc biệt vùng mông sâu nhất. Hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Từ đây, thu hai tay về gần gối, chống bàn tay, hít vào bạn nâng thân người trở lại, chống ức bàn chân trái, thở ra nâng hông, bước chân phải trở về sau cùng chân trái, đẩy mông hướng lên bầu trời. Thật chậm, hít sâu, kiếng gót chân lướt chân trái, nâng lên. Thở ra bước chân trái về cạnh ngoài tay trái, hạ sâu đầu gối phải ra phía sau, mềm háng phải, duỗi ngực, nâng cằm. Hít thật sâu đẩy căng vai ngực lên. Thở ra hạ hai trỏ tay trở về thảm, hạ chìm hông, chậu và háng. Hít thật sâu bạn duỗi ngực, chìm sâu háng chậu. Thở ra thư giãn thả lỏng cổ gáy. Lần hai, hít thật sâu. Và thở ra thật chậm. Rồi từ đây, chống hai bàn tay lên. Hít vào bạn chống ức bàn chân phải. Thở ra đạp căng gối phải, gót chân phải xuống xuống thảm. Hít sâu lướt cánh tay trái, nâng lên. Thở ra vuốt dài cánh tay trái, áp tay song song mặt thảm. Xoay vai trái, hít vào mở căng lồng ngực trái, tay trái ra phía sau. Thở ra tạt tay trái về phía trước, hơi thở đảo chiều. Hít hai lướt tay trái ra phía sau. Và thở ra đạp căng cốt phải hướng tay trái về phía trước. Một lần nữa hít sâu. Và thở ra nào. Từ đây, hít vào xoay cánh tay trái lướt nâng lên. Thở ra hạ bàn tay trái trở về thảm. Duỗi gối chân trái đẩy hông lên. Có thể nhấc bàn chân trái chống 10 đầu ngón tay. Quận xương cụt hướng lên bầu trời, quan sát sự căng căng giãn giãn toàn bộ vai hông lưng. Từ đây hạ bàn tay xuống thảm, hít vào lướt chân trái nâng lên, thở ra co gối trái về giữa hai bàn tay, hạ chìm hông và háng phải xuống thảm, duỗi mềm mũi chân phải, úp hông phải xuống, tiến hai tay về phía trước. Hít thật sâu đầy căng lồng ngực. Thở ra thật chậm, duỗi dài cột sống, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Chị Hương tách cái chân ra xa, nó bị vướng vào háng. Cái chân gập ấy, đẩy nó sang bên. Đúng rồi.
rồi hạ mềm tay vai xuống, hạ mềm lồng ngực xuống. Quan sát toàn bộ mông sâu bên trái, cơ căng mạc đùi chân trái đang được giãn ra. Tiếp tục kết nối ý và khí về thân trên, thân giữa và thân dưới, giúp khí huyết lưu thông. Từ đây, thật để tâm về vùng mông sâu bên trái. Hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Ôi, từ đây, thu hai tay của bạn về gần gối, hít sâu bạn nâng thân người trở lại. Thở ra, thu chân trở về, xoay người trở về phía trước, hai tay đặt lên gối, thả lỏng lưng, hông, vai, nhấc mông trái lên, hạ mềm xuống, nhấc mông phải lên, hạ mềm xuống. Nhẹ nhàng đánh hông sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Ôi, trở về giữa, tiếp tục đánh vai phải về phía trước, ra phía sau, về trước, ra sau. Tiếp tục trở về giữa, đánh vai trái về trước, ra sau, về trước, ra sau. Rồi từ đây trở về thẳng. Đưa tay của bạn lên, ngón trỏ và ngón giữa cuộn vào lòng bàn tay, ngón út và áp út búng ra, ngón tay cái đặt vào cánh mũi bên phải, ngón út và áp út bung ra, trỏ của bạn khép về phần ngực, thẳng lưng, từ từ thở ra một hơi thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Chúng ta trở về với hơi thở luân phiên. Hít thật sâu, càng phình bụng lên. Đưa ý và khí thật sâu xuống qua đáy phổi. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Lần hai, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Rồi từ đây, đưa ngón áp út đặt vào cánh mũi trái, nhà cánh mũi phải ra. Từ từ thở ra một hơi thật chậm, thật chậm từ mũi phải. Hít thật sâu từ mũi phải. Và thở ra thật chậm từ mũi phải. Hít sâu. Và thở ra nào. Một lần nữa. Hít sâu. Và từ từ thở ra nào. Từ đây, thả lỏng. Hít thở điều hòa. Rồi sau đó, chúng ta khẽ mở mắt, hạ lưng xuống. Và rồi chúng ta thực hiện với cái hơi thở luân phiên, nhưng cho từng mũi để chúng ta đưa cái luồng khí vào sâu từng bên. Ở nhà chúng ta có thời gian có thể luân phiên hai mũi. Rồi chúng ta hạ lưng xuống thảm. Co hai gối lại,
hai chân mở rộng song song bằng hông, nhấc hai vai, duỗi dài và hạ mềm xuống thảm, nhấc hông và lưng dưới, duỗi dài và hạ mềm xuống. Tiếp tục úp bàn tay xuống thảm, chách một góc 45 độ, khép cằm thu về cổ. Đưa ý và khí về vùng cột sống. Quan sát luồng khí này được bạn di chuyển từ vùng thân trên xuống thân giữa và thân dưới, cuối cùng sẽ đưa xuống lòng bàn chân và tiếp xúc xuống thảm và nhả ra. Thật chậm, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Lần hai, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm. Sau mỗi nhịp thở ra, bạn quan sát và cảm nhận giải cơ vùng lưng, bám sát hơn về thảm. Toàn bộ các đốt sống lưng được trải dài sâu hơn. Lần ba, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm. Một lần nữa, hít sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Từ đây, chúng ta di chuyển, nhấc hai bàn chân lên, sao cho gối thẳng hàng với hông, gióng chân song song với mặt thảm, hai mũi chân duỗi mềm ra, duỗi mềm ra vân. Đúng rồi, mềm. Từ đây, hít thật sâu, khép cằm, thở ra, hạ nhón các ngón chân phải xuống thảm, chỉ các ngón chân. Chậm thôi, bên phải thôi chị Hương. Hít phải, nâng lên. Thở ra hạ trái, nhón chân. Hít sâu trái lên ạ. Thở ra hạ phải, đi chậm, đi bằng cơ. Hít vào phải lên. Thở ra trái xuống. Hít sâu trái lên. Thở ra phải xuống. Hít vào phải lên. Thở ra trái xuống. Từ đây, hít vào trái lên. Thở ra tách hai tay cao qua đầu, mở hai trỏ. Các ngón tay hướng vào nhau. Nghiêng đầu người qua phải, hai gối đưa lên cao. Xoay cằm sang bên trái. Quan sát vùng đáy thắt lưng, vùng hông đang được giãn. Tiếp tục đưa ý thức và nhịp thở về đáy thắt lưng và cột sống. Hít sâu và thở chậm trong 5 nhịp thở, theo hơi thở của chính bạn. Từ đây, hít vào nâng hai chân trở về giữa. Thở ra, đổ hai gối sang bên trái, cao. Rồi xoay cận sang bên phải. Quan sát đáy thắt lưng, hông đang được giãn. Tiếp tục, 5 nhịp thở sâu và chậm, theo hơi thở của chính bạn.
Sau 5 nhịp thở, hít vào bạn thu chân trở về giữa. Tách hai chân, thở ra duỗi gối. Hạ gót chân phía trong thảm, mũi chân phía ngoài thảm. Hai tay buông xuôi theo thân, trách một góc 45 độ. Trải dài cơ thể trên thảm. Có thể nhấc vai lưng, tách rộng hai bả vai, hạ mềm và khép cằm xuống. Nhấc hai chân duỗi dài và thả mềm xuống. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Sau những giây phút đầy hoạt động về phần thân, phần tâm và phần khí, quan sát sự trải dài của các cơ, quan sát sự giãn mềm, thư giãn và thả lỏng thân trên, thân giữa và thân dưới. Thank you.
từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, đánh thức từng giác quan trên cơ thể bạn. Cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt. Mắt nhìn lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi. Mắt nhìn sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái. Xoay từ trái sang phải. Rồi nghiêng đầu sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Trở về giữa, hai chân co lại, nghiêng người sang một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng, hai tay chắp trước ngực, xoa nóng bàn tay, xoa thật nóng lên, tác ý vào bàn tay, xoa thật nóng lên nào. Hai tay áp vào vùng mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ 3, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị, cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương. Và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn cả lớp. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.